Kính thưa quý vị, nếu như trước đây á, những các cái bệnh như là rối loạn mỡ máu này, tiểu đường này, xơ vữa động mạch này, tăng huyết áp này, đột quỵ vân vân hay gặp ở những người cao tuổi, thì ngày nay á, những các cái bệnh lý này đang có xu hướng gia tăng và trẻ hóa do rất nhiều các cái nguyên nhân đưa lại. Ví dụ như là chế độ ăn uống, chế độ sinh hoạt chưa khoa học, khí hậu thì thay đổi, môi trường thì bị ô nhiễm rất là nặng. Tất cả những cái điều đó có thể là ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe này, đến chất lượng cuộc sống của con người. Để duy trì một cơ thể khỏe mạnh, phòng ngừa cũng như là hỗ trợ điều trị những căn bệnh lý trên, thì giải pháp toàn diện hiện nay đang được áp dụng. Thứ nhất là chế độ dinh dưỡng khoa học này. Thứ hai là chế độ luyện tập đều đặn này. Thứ ba là tuân thủ phác đồ điều trị của các bác sĩ chuyên khoa. Tuy nhiên, việc dùng thuốc dài như vậy không thể tránh khỏi việc nhờn thuốc, cho nên bác sĩ phải tăng liều lượng này, rồi tăng số lượng thuốc vân vân, nó sẽ gia tăng các cái tác dụng không mong muốn của thuốc lên các cơ quan, ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là sức khỏe tổng thể của con người. Vì vậy, cái xu hướng hiện nay là kết hợp thêm các cái sản phẩm đến từ thiên nhiên, vừa an toàn này, vừa góp phần nâng cao hiệu quả điều trị này, tăng cường và điều hòa miễn dịch, làm chậm các cái biến chứng của bệnh đối với cơ thể. Trên thị trường hiện nay có rất là nhiều các cái sản phẩm được quảng bá có cái tác dụng như vậy. Trong đó có sản phẩm tinh dầu thông đỏ Macon Hàn Quốc 120 viên chính hãng, được rất nhiều người tham khảo sử dụng do có rất nhiều ưu điểm vượt trội.